chân ngoài ven hiên. Từ muôn người về em, chậm em không nhận được. Vì quê nghèo xa quá, đông người mang thơ, anh biết mình lo. Ngày đó anh còn nhớ mối đăng trình, em không có đứng nhìn ngoài kia trống rừng quân giao, bằng lớp trai anh mộng đã nhìn ra thiên trường.